Nguyễn Khai xin gửi lời chào quý vị đang cùng đến với Sống Khỏe Mỗi Ngày. Thưa quý vị, khi trẻ nghỉ hè thì phụ huynh không chỉ đau đầu với việc chăm sóc cho trẻ mà cả những vấn đề về sức khỏe nữa, nhất là khi trẻ tham gia vào các hoạt động vui chơi, cắm trại hoặc du lịch cùng với gia đình. Làm thế nào để giúp cho trẻ có sức khỏe tốt, phòng được các bệnh khi mà trẻ vui chơi trong dịp hè? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày hôm nay nhé. Mùa hè là thời điểm thuận lợi mà các virus và vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển, gây bệnh ở cả người lớn và trẻ em, làm cho mọi người rất dễ bị bệnh. Đây là thời điểm mà các bậc phụ huynh cần chú ý đến vấn đề sức khỏe cho trẻ nhỏ, từ chế độ ăn uống, điều kiện sống, vui chơi của trẻ để hạn chế nguy cơ trẻ nhiễm bệnh cũng như lây bệnh từ người khác, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Thưa bác sĩ, những cái bệnh mùa hè nào mà trẻ dễ bị gặp nhất? Cái nhóm bệnh đầu tiên là các nhóm bệnh thông thường. Thứ nhất là bệnh tiêu chảy cấp. Vì sao khi mùa hè đến thì trẻ thường được người lớn cho đi chơi này, và đến những cái công viên khu vui chơi thiếu nhi đó, thời tiết nóng bức như vậy thì trẻ sẽ uống hoặc ăn những cái thức ăn nó không có đảm bảo vấn đề vệ sinh để dẫn đến tình trạng là tiêu chảy. Căn bệnh thứ hai là tình trạng ngộ độc thức ăn ở trẻ. Khi mà thời tiết nắng nóng như vậy á, thì thức ăn rất là dễ bị hư thiêu, đặc biệt là những cái tác nhân gây bệnh á, có thể bùng phát, lan truyền trong không khí, lẫn vào thức ăn thì dẫn đến tình trạng ngộ độc. Nếu mà chúng ta không có chú ý vấn đề chế biến an toàn thực phẩm thì cũng là một trong những cái lý do làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Và một cái nhóm bệnh nữa cũng khá là phổ biến là viêm đường hô hấp cấp tính. Tại vì sao mùa hè đến thì sử dụng quạt máy này, máy điều hòa, rồi trẻ thường xuyên ra ngoài thì có thể tiếp xúc với những tác nhân gây bệnh, trong đó nhiều nhất là cái nhóm virus. Thêm vào đó thì có một cái căn bệnh đó là sốt do siêu vi. Chúng ta biết rằng những cái con siêu vi á, khi mà tấn công vô cơ thể của trẻ thì có thể gây sốt. Thì đây là những cái nhóm bệnh phổ biến vào mùa hè. Tuy nhiên thì cũng có những cái căn bệnh nó xảy ra quanh năm, thì trong đó có cả mùa hè luôn. Ví dụ như bệnh sốt xuất huyết ngày nay thì do muỗi vằn đốt, rồi căn bệnh tay chân miệng, rồi những căn bệnh thông thường khác, ví dụ như là sởi, thủy đậu, quai bị, thậm chí là những cái căn bệnh tiêu chảy do rotavirus, thì nó cũng là những căn bệnh nó xảy ra quanh năm. Nếu mà chúng ta không chú ý theo dõi, chăm sóc và điều trị kịp thời thì có thể gây rất nhiều những cái bất lợi cho sức khỏe của trẻ. Làm thế nào để giúp cho trẻ có thể phòng ngừa được những căn bệnh trên, thưa bác sĩ? Thứ nhất là chúng ta nên chú ý cái vấn đề vệ sinh cá nhân. Tại vì sao có những căn bệnh về đường tiêu hóa thì chỉ cần một cái động tác đơn giản là khuyến khích và hướng dẫn trẻ thường xuyên rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng với nước sạch thì chúng ta có thể loại được hơn 50% tác nhân gây bệnh qua đường tiêu hóa và gần 45% những tác nhân gây bệnh qua đường hô hấp. Rồi chú ý một cái chế độ dinh dưỡng tốt cho trẻ trong mùa hè. Dinh dưỡng tốt thì đồng nghĩa với việc là trẻ có một cái sức đề kháng tốt để có thể phòng tránh những căn bệnh có thể tấn công trẻ. Chúng ta tạo cái môi trường sống tương đối trong lành và an toàn cho trẻ. Ví dụ như tránh khói bụi, khói thuốc lá, hoặc là những cái nơi mà chúng ta sinh sống á, thì nó có nhiều bụi rậm, nhiều cái nước đọng thì chúng ta nên phát quang bụi rậm, loại bỏ những cái nơi đọng nước, phòng ngừa căn bệnh sốt xuất huyết. Rồi thêm vào đó thì chúng ta nên thực hiện tốt cái vấn đề chế biến thức ăn cho trẻ theo cái hướng dẫn về vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế, để làm sao khi mà chúng ta chuẩn bị thức ăn cho trẻ thì nó an toàn. Và một trong những cái biện pháp mà chúng tôi vẫn thường khuyên các bậc phụ huynh á, vào mùa hè thì chúng ta thấy trẻ được nghỉ ở nhà, đừng có để cho trẻ ngồi một chỗ thường xuyên tiếp xúc với thiết bị điện tử mà không có vận động thể lực. Tại vì sao vận động thể lực cũng là cái cách để nâng cao cái sức đề kháng cho cơ thể. Vì một em bé mà thường xuyên vận động như vậy thì sẽ tăng cường sự kích hoạt của hệ miễn dịch, sẽ giúp bé khỏe mạnh, có thể chống chọi bệnh tật. Và một trong những cái phương pháp rất là chủ động đó là thực hiện tất cả việc tiêm ngừa những cái mũi vaccine cần thiết được khuyến cáo từ Bộ Y tế để làm sao chúng ta chủ động phòng bệnh cho trẻ, nhất là những căn bệnh nguy hiểm. Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Đinh Thạc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.